tiếp tục chào đón các bác với một số mã loa dòng Buxell, cả em Buxell lớn lẫn Buxell nhỏ quý vị nhé. Về tiếp tục chào đón các bác nhé. Em bắt đầu giới thiệu lần lượt từng mã từng giá. Cái trang của em bán là báo cáo các bác là bán hàng giá công khai luôn, không phải úp mở gì cả. Chất lượng, hình thức, giá thành em báo hết quý vị nhé. Quý vị hợp thì quý vị đến với em mua, còn là không cảm thấy đắt rẻ gì lăn tăn thì quý vị tìm một trang khác nào rẻ hơn quý vị mua. Nhưng phải nhớ một câu là không có gì ngon bổ và rẻ cả. Quý vị đi chơi thế thôi, không vào nhà hàng quán nào mà muốn ăn ngon hoặc là muốn gái đẹp mà lại muốn ít tiền, không có đâu. Em có nói hơi thô, em không nịnh khách, nhưng mà cứ thật là như thế. Còn hàng của em nhập toàn hàng châu Âu thôi, chứ không có cái chuyện là ít lắm, hàng Nhật ít lắm, có hàng Nhật với đâu ạ, toàn hàng châu Âu nhá. Thật mà, cái đó là sự thật. Bắt đầu em giới thiệu cho quý vị, bắt đầu từ đôi loa đầu tiên. Đây là đôi loa Calip quý vị nhá. Con này loa Calip gân còn zin nguyên nhá. Quý vị nào muốn đẹp về lau đi, lau rồi vệ sinh đi nhá. Gân còn zin nguyên, quý vị về chỉ lau dầu cái là em nó bong hết luôn nhá, đánh luôn. Gân còn zin nhá. Đây là đôi loa Calip tép còi luôn nhá, tép còi kèn luôn nhá quý vị nhá. Buxell đấy, nhưng mà nặng trịch như vôi đá. Đây, quý vị nhìn chưa? Calip đây, đây là chữ ký khi xuất xưởng. Mình kiểm tra. Calip. Quý vị nhìn chưa? Calip Pro Book PO Book 688. Nhá. Quý vị nhá. Được chưa? 688. Chiều ngang của em nó là 22. Chiều cao là 30. Nhá, chiều cao 30, được chưa? Đấy. Dòng Buxell này nghe nhạc tí tách trong gia đình, những phòng gia đình, nhiều nhà gia đình phòng nó nhỏ đấy các bác. Các bác muốn cái này sạch nhé, về các bác lau dầu, tẩm dầu và đen nhánh. Bác nào muốn cái gần là đen luôn thì các bác có hình dung là cái dầu làm đen cái lốp xe ô tô mình hay đi rửa xe không? Đấy. Các bác thích đen nhánh lau ở đây, em không làm để zin cho gần cho các bác thôi, chứ không nếu lau ở đây các bác lại nghĩ nó không cần. Như thế này các bác biết đấy nhé. Về tự vệ sinh, zin, gần zin hết nhé. Đôi loa Calip tép còi này giá 3,5 triệu quý vị nhé, 3,5 triệu nhé. Calip nhé, có e căng đầy đủ, con nào không e căng em sẽ báo không e căng. Tiếp tục sang đến đôi loa thứ hai, đây dòng Hibook, Hibook quý vị nhé. Quý vị đợi em quay một con ra phía sau thì quý vị, em sẽ quay một con loa ra phía sau cho quý vị xem nhé, để quay phía sau cho quý vị xem mã sau. Đây dòng Hibook. Đây, quý vị nhìn đây. Dòng loa này gân vẫn còn zin nhé quý vị nhé, gân zin. Tất cả đây là dòng loa Buxell hết. Nó chiều cao nó xem nào. Chiều cao nó tầm 20 28 phân hay đâu nhá. Chiều ngang 19 chưa. Đây. Con loa này của anh quý vị nhé. Giá 2,6 triệu quý vị nhé. Dòng Buxell này nghe những phòng nhỏ gia đình tí tách không phải nói rồi, cái này em không quảng cáo nhiều. 2,6 triệu nhé, 2,6 triệu đôi loa này quý vị nhé. Tiếp tục sang đến một siêu mẫu, quá đẹp luôn nhé. Chỉ cần nhìn qua như này biết là quý vị lại biết lại tiếp tục một đôi loa anh nữa rồi, gân lõm, màng loa gân còn zin hết nhé. Woodtiron nhé. Chiều cao của em nó 38 nhé, 38 35 thôi, 35 chiều cao, 35 tép đom quý vị nhé, đẹp lung linh luôn. Chiều ngang là 20 nhé. Đợi em quay phía sau lại cho quý vị xem phía sau nhé, quay phía sau lại cho quý vị nhé. Này, phía sau của em nó này hai cầu luôn nhá, hai cầu luôn, Whitthalen hai cầu nhá. Đây là Whitthalen Demon 8.2, trở kháng 6 ohm, công suất 100W một loa. Vậy là đôi này là 200W quý vị nhá, quá là đẹp, e căng đầy đủ, 200W nhá. Giá 4,8 triệu quý vị nhá. Dòng này thì chất nghe bát leng keng
Loa tép sâu. Tiếp tục đến một con loa. Loa này nó đọc tiếng nó khó thế, ma gì đây này quý vị này. À, gì đây? Đó. Viết chữ nó loằng ngoằng loằng ngoằng, không dịch được ra nó là gì. Maganu và cái gì đấy. Tóm lại là khó đọc. GLL. Em quay sang bát này, bát 18 quý vị nhá. Gần vẫn còn zin đét hết. Trước mặt là một lớp nỉ da nhá. Lớp nỉ da. Dòng loa Buxell. Giá của em nó là 4,8 triệu. Đây chiều cao xem nào. Chiều cao của nó 40 quý vị nhá. Chiều ngang 22. Chiều cao 40, chiều ngang 22. À, chiều sâu 25 nhá. Thì em quay phía sau quý vị. Đôi loa này là loa của Đức nhá quý vị nhá, loa Đức xịn đấy. Đây loa Đức luôn quý vị nhá. Loa Đức của 4,8 triệu thì quá là nhanh. Khẳng định là đôi này sẽ bay nhanh luôn. 4,8 triệu đôi loa Đức nhá. À, đây. À, trở kháng cũng 6 ohm, công suất 100W. Vậy là hai đôi này công suất bằng nhau, trở kháng như nhau quý vị nhá. Một đôi loa Anh và một đôi loa Đức nhá. Đây, một đôi loa của Anh, một đôi loa của Đức, giá như nhau, 4,8 triệu. À, tiếp tục đến dòng đôi loa Bow. Bow đây. Dòng loa này chuyên với nghe nhạc, trị tất cả các loại nhạc cho quý vị nhá. Loa Bow bass 18 quý vị nhá. Bass 18 nhá. À, giá 4,5 triệu một đôi. Em quay phía sau cho quý vị xem nó là bow gì này. Có hai đôi nhá, giá em đều ghi này. Đây một đôi, dưới kia một đôi, giá 45 em chỉ cần nói một đôi thôi nhá. Giá 4,5 triệu nhá các bác nhìn nhá, đẹp keng nhá. Được chưa? À, đây là đôi bow. À đây. Các bác nhìn đây. À, công suất của em nó là 90W. Được chưa? Được chưa? 90W. Hàng made in USA nhá. Của Mỹ luôn nhá bác nhá, hàng Mỹ nhá. Made in USA, hàng còn rất là đẹp luôn, bow nhá, made in USA nhá. À, đây là hàng bow nhá. Made in USA, giá 4,5 triệu một đôi quý vị nhá. Dòng này thì không quảng cáo nữa, không nói nhiều, bởi vì những con này nói nhiều làm gì. Các bác biết thừa nó nổi tiếng, riêng dòng Boss này nổi tiếng cả thế giới này. Nói gì đến nguyên trong nước Việt Nam mình cái việc. Bắt đầu đến Boss xuống dưới, Boss tiếp. Đây các bác nào bốt thiếu lời đây, bốt xịn cho các bác đây. Bác về những bộ dàn nào nghe nhạc thiếu lời, hoặc là những bộ đôi loa nào thiếu lời nhiều, các bác cần đây. Bốt xịn đây, công suất 100W một loa nhé. Công suất tối đa 100W một loa. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm nhá. Hàng Mexico, made in Mexico. Loa bốt này chỉ có Mexico ở Mỹ thì chứ không có ở đâu có nữa đâu. À bốt à, có Trung Quốc nữa. Của Trung Quốc thì không nói chuyện rồi. À, dòng này chỉ có Mỹ với Mexico nhé. Loa xịn luôn các anh nhé, còn rất là đẹp. 3 triệu một đôi nhé. Lấy làm lời thì không còn gì để nói. Một bát một tép. À, bắt đầu gọi thông cảm cho em phát nha. Em đang quay bài. Tiếp tục đến một đôi loa lấy lời nữa. Đây, đôi loa lời này là đôi loa gì đấy các bác này? Thì em nhìn xem nào. Nó gọi là Arena hay cái gì đây này. Đôi loa lời em quay phía sau cho quý vị nhé. Đây. Quý vị dùng những dòng này mà lấy lời thì không phải nói được chưa. À, tiếp tục nhé, loa của Đức các bác nhé. Đây lại đây, nó lại dòng mã này GLL y như đôi loa Đức này các bác nhé. Đây đấy này, đôi này nhé cũng này, thiết vẽ ký hiệu của nó GLL đây, con này như thế luôn nhé, loa của Đức luôn các bác nhé. Rồi nhé, dòng này 70W, một loa trở kháng 6 ohm, độ nhạy 87 dB nhé. Giá 2 triệu nhé, nhé. Trước là 2,8 triệu đấy, giờ 2 triệu cho các bác nhanh tay mua rẻ được rẻ, 2 triệu các bác nhé. Loa này lấy lời thì không phải nói nhé, quá ok nhé. À, tiếp tục đến dòng loa Bow, loa Boss. À, Boss này các bác nhớ một hộ em nhé. À, đây là loa Boss của Mỹ nhá. Củ nặng trịch luôn. Không thể cầm, nếu mà bên này có phân tần biên thế, không thể cầm một tay được lâu nhá. Chỉ quay đây, đây. Nó có phân tần biên thế. À, quý vị nhá. À, cái này, đây là một dãy Boss như nhau tất nhá. Hai đôi người cùng kia là màu đen.
đôi này màu trắng và đôi này là màu xám. Trong số này thì tất cả đều là hàng của Mỹ sản xuất các bác nhé. Nhưng có đôi này là rẻ hơn, bởi vì tại sao? Con này là điện là 120V nhé. Con này điện 120V, giá 3,5 triệu. Còn những con này cao điện, cao tiền hơn một chút là 3,8 triệu. Tất cả màu trắng với màu đen kia 3,8 triệu một đôi. Về các bác chỉ sẵn dùng cắm điện thoại tivi xuống thôi. Dòng này không thể chê được. 3,8 triệu một đôi. Tại sao? Đây là hàng xuất các bác nhé. Hàng xuất là nó có thể chạy được điện 240V. Các bác về cắm thẳng 220V được. Còn con này dùng cho bác nào ở nhà đang dùng dàn tivi rồi nhưng phải có bộ đổi điện các bác nhé. Nó là điện 120V các bác nhé. Con này điện 120V nhé. Em phải ghi 120V đấy cho các bác chứ không đến lúc nó nhầm. 120 nhé. Về đây. Con này. Còn tất cả những hàng kia thì nó có công tắc gạt. Nó điện 100V được mà 240V được. Nó gạt lên, em gạt sẵn rồi nhé. Đấy nhé. Riêng đôi này thì giá 3,5 triệu. Màu nâu này. Đây em quay phía sau cho quý vị xem luôn nhé. Này. Này. Chứ không cứ giới thiệu nữa bảo chém gió. Chém gì chém nó có thực luôn nhé. Đây hàng made in USA quý vị nhé. Này. Made in USA. Tất cả dòng này quý vị về chỉ cần cắm từ tivi internet xuống thôi. Mà bây giờ rất nhiều gia đình dùng tivi internet cần nghe nhạc Bolero trữ tình. Nó là giải pháp tốt nhất cho quý vị, vừa gọn nhẹ mà chất lượng âm thanh thì miễn chê. Không thể chê được nhé. Dòng robot này không thể chê được đâu. Em dám đảm bảo không hay không lấy tiền quý vị nhé. Tất cả các gia đình chỉ cần một đôi loa này về cắm thẳng điện từ tivi xuống là quý vị sử dụng được. Không cần phải rườm rà nhiều. Lời loa bốt này thì không hay không lấy tiền quý vị nhé. 3,5 triệu. Đây, còn những đôi này là 3,8 triệu. Tại sao? Là nó có chế độ gạt sang điện 220. Đây, để em cho quý vị nhìn luôn chứ không lúc cứ nói xém gió màu trắng này. Đây quý vị nhé. Đây, nó đã, em đã gạt sang điện 230V rồi. Được chưa? Là về cứ cắm thẳng điện lưới vào thôi. Ok nhé. Hàng made in USA nhé. Quý vị nhìn hộ em. Made in USA nhé. Con này là 3,8 triệu nhé. Một đôi quý vị nhé. Đây đã gạt điện nhé. 3,8 triệu một đôi. Chỉ sẵn con này chỉ về chỉ sẵn dùng thôi. Chứ không phải cấp âm ly gì cả. Nó có âm ly. Nó có bộ kích nguồn hết trong này rồi. Hàng hãng thế rồi nhé. Đây. Còn đây màu đen em thử cho quý vị một đôi. Màu đen đây. Đây nhé. Màu đen cũng thế đây, cũng có công tắc gạt chế độ xuống rồi, gạt điện rồi. Xuống rồi, 220V, cũng made in USA tất quý vị nhé. Giá 3,8 triệu nhé. 3,8 triệu quý vị nhé. Đó là toàn bộ clip em test gửi đến quý vị một số mã loa tầm vừa tiền mà dễ chơi. Cho quý vị. Và quý vị nào có nhu cầu alo đến 0911 169 961. Em cảm ơn.